người yêu điện ảnh nước nhà đã phải nói lời tiễn biệt với một người nghệ sĩ tài hoa, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh. Ông đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp diễn xuất, với những vai diễn ấn tượng đi vào lòng công chúng cả nước. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu nghệ thuật sân khấu của nước nhà. Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh năm 1930 tại Hà Nội trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Thời trẻ, chàng thanh niên Trần Hạnh tham gia câu lạc bộ kịch cùng những tên tuổi gạo cội của sân khấu như nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang, nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng. Gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ năm 30 tuổi tới khi nghỉ hưu năm 1989. Trong số hàng chục vở diễn sân khấu tham gia, nghệ sĩ Trần Hạnh có vai nổi bật trong Lam Sơn Tụ Nghĩa. Ông vào vai Nguyễn Trãi, được giới chuyên môn đánh giá cao và được ghi nhận ở huy chương vàng sân khấu sau này. Khi nghỉ sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh tham gia phim ảnh nhiều hơn. Trong suốt chặng đường cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ gạo cội Trần Hạnh là gương mặt quen thuộc, trở thành một phần ký ức của nhiều người. Ông qua đời rạng sáng ngày 4 tháng 3 tại nhà riêng ở Hà Nội, khép lại cuộc đời nghệ sĩ mấy chục năm cống hiến cho nghệ thuật.